Bản tin dự báo thời tiết cho các địa phương trong tỉnh. Đêm 18 ngày 19 tháng 8 năm 2022. Vùng đồi núi thấp, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Vùng đồi núi cao, nhiều mây, không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Thành phố Lào Cai nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 27 đến 34 độ C, độ ẩm trung bình trên 75%. Khu du lịch Sapa nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm về sáng trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 24 độ C, độ ẩm trung bình trên 85%. Khu du lịch Bắc Hà nhiều mây không mưa, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nam cấp 2, đêm về sáng trời se lạnh, nhiệt độ từ 21 đến 30 độ C, độ ẩm trung bình trên 80%. Sau đây là dự báo thời tiết cho các khu vực trong nước. Phía Tây Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ C. Phía Đông Bắc Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ C. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, ngày nắng, có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 36 độ C. Khu vực Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 20 đến 31 độ C. Khu vực Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ C. Thành phố Hà Nội có mây, có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ từ 26 đến 35 độ C.